Vâng, xin chào toàn thể quý cô chú anh chị đã quay trở lại với ống nhòm chuyển rộng số tách. Và hôm nay là thứ bảy cuối tuần thì bên em cũng có rất nhiều những khách hàng vẫn đang tin tưởng và sử dụng lựa chọn những cái sản phẩm của bên em đang phân phối. Và hôm nay thì em cũng nên để giao lưu tất cả quý cô chú anh chị gửi cho tất cả quý cô chú anh chị về cái hình thức bên em chuyển hàng. Thì hiện tại tất cả những cái bên hàng hóa bên em chuyển đi á thì không cần đặt cọc và bên em ship 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 code COD và tất cả những cái đơn hàng thì được đóng rất là chắc chắn. Tại vì là đối với một cái thiết bị quang học thì cái vấn đề hàng hóa sẽ cực kỳ là vận chuyển sẽ cực kỳ là quan trọng và quý cô chú anh chị có thể thấy đây là một cái sản phẩm mà nhân viên bên em đang đóng. Đối với cái sản phẩm này thì là sản phẩm EK142HD, giá bên em phân phối là 2 triệu và được sẽ được bảo hành 2 năm. Tất cả những cái sản phẩm bên em phân phối ủy quyền của hãng thì sẽ được bảo hành 2 năm. Nên là quý cô chú anh chị hết sức lưu ý khi mua hàng. Đây có những cái khách hàng ví dụ như ở Bắc Giang hay là ở Tuyên Quang, người ta quý khách hàng quý cô chú tin tưởng là mua một số lượng rất là lớn, nên khoảng gần chục chiếc con EK142HD. Và để tiện cho quý cô chú anh chị theo dõi thì em cũng xin giới thiệu qua với cửa hàng bên em. Ở cửa hàng bên em thì cũng có cái showroom trưng bày, thì hiện tại đang có tình hình dịch rất là căng thẳng nên là hiện tại thì khách hàng thì sẽ thông cảm, sẽ không đến được trực tiếp cửa hàng để xem sản phẩm. Và bên em thì sẽ ship code và sẽ giao hàng kiểm tra hàng. Trong tất cả những cái sản phẩm của ngày hôm nay á, thì em muốn giới thiệu cho tất cả quý cô chú anh chị thì nó sẽ có rất nhiều những cái dòng sản phẩm khác nhau. Nhưng mà đặc biệt nổi bật là những cái dòng thương hiệu của EK. Với những cái dòng phiên bản HD này thì em cam đoan là sẽ không có bên nào bán rẻ hơn và sẽ có cái chính sách bảo hành 2 năm của hãng. Với sang những cái phần phiên bản cao cấp hơn ấy, thì nó sẽ có những cái bản ED Hyperion, những cái bản cao cấp nhất của hãng ngay đây, quý cô chú anh chị có thể thấy trên hình. Nó thì nó sẽ có chất lượng cực kỳ là tốt trong cái mức giá. Và với số lượng hàng bên em cũng rất là nhiều, tất cả quý cô chú anh chị không sợ hết hàng. Và đặc biệt là những cái mẫu ống nhòm hay là mẫu kính thiên văn, bên em cũng có một số mẫu. Về cái hình thức đóng hàng thì bên em cũng có nhân viên phụ trách cái mảng đóng hàng riêng. Ở đây quý cô chú chị có thể thấy là với tất cả quý cô chú chị nào đã tin tưởng và lựa chọn ấy, thì những cái tấm bìa sẽ cực kỳ là dày cho quý cô chú chị, là cái việc hàng hóa vận chuyển sẽ cực kỳ là phải đảm bảo. Đó là cái điểm mà em mua sáng muốn hôm nay cuối tuần nên là giao lưu cho tất cả quý cô chú anh chị, và chúc tất cả quý cô chú anh chị có một cái sức khỏe dồi dào trong cái mùa dịch như này.